Quý vị ơi, quý vị có tin rằng cái căn nhà đằng sau Tara này chỉ có 299.995 đồng hay không? Và thêm một cái căn đằng sau này nữa chỉ có là 319.000 thôi thưa quý vị. Và cả hai nhà này đều là nhà model. Ta là sẽ dẫn quý vị xem một lần hai căn nhà để một con nhà này. Trời ơi, sao mà nó có 300.000 thôi mà nó lại có thể mua được căn nhà to như thế này. Hãy cùng ta là xem hết video nha. Let's go. Thưa quý vị, và căn này có giá là 299.995 đồng, diện tích là 1.908 square feet. Quý vị sẽ có 3 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm. Thì nhà này nó sẽ xây theo kiểu là tất cả phòng ngủ đều nằm ở tầng 2 quý vị ạ. Và những cái khu vực ở tầng 1 của mình chỉ có là phòng khách nè. Quý vị bước vào ha, đón chào mình là cái phòng khách rất là rộng ở đây. Và ở đây người ta lót bằng cái vinyl. Tầng 1 là mình sẽ không có thảm thưa quý vị. Đây, tính đây là mình có một cái nhà bếp cũng khá là rộng luôn. Ta thích cái kiểu mà nó gom lại một chỗ mà hình vuông như thế này nè. Nhìn cái nhà bếp của quý vị cũng hoành tráng và không hề nhỏ luôn. Bếp sinh là nằm theo kiểu trái ngược với nhau. Và ta đã thích một cái nha, là sinh nó sẽ nằm có cửa sổ ở đây nè quý vị. Kiểu như mình rửa chén ngồi ở đây nhìn nó cảm giác nó thoải mái và mát mẻ hơn. Và nhà này là do nhà model cho nên mọi thứ bên trong nó cũng kiểu như là được upgrade cho mình rất là nhiều quý vị. Những cái sinh này quý vị thấy là upgrade nha. Và đặc điểm nổi bật nữa là nhà này quý vị mua sẽ được cái tủ lạnh này luôn, tặng kèm theo. Chứ mà nhà thường quý vị mua sẽ không có tủ lạnh đâu. Và tủ lạnh này 4 cửa luôn quý vị. Trong đây mình có một cái phòng tủ đồ để đựng đồ ha, tủ pantry. Và mình có một cái half bathroom là nằm ở đây. Tức là hai cái phòng tắm còn lại sẽ nằm ở trên lầu. Còn cái này chỉ là cái phòng vệ sinh này kia thôi. Đường này là đường đi garage. Bây giờ mình lên lầu nha. Nhà này là mình xây năm 2023, là nhà model quý vị. Và chưa có ai sinh sống ở trong đây hết. Nó chỉ là nhà mẫu cho mình thôi. Bây giờ thì cái khu này nó xây sắp xong hết rồi. Hầu hết là xong hết rồi. Cho nên người ta sẽ bán nhà model. Và căn này với căn bên kia đều là nhà model hết. Tầng 2 thì sẽ tất cả các phòng đều lót bằng thảm thưa quý vị ha. Cái loại thảm này ta đã thấy tương đối là cũng tốt đó. Rất đi rất là mềm, chân ấm chân. Cái khu vực mình đi lên nó là phòng khách. Đây là khu vực phòng kiểu như phòng game room của tầng 2. Và khi mà mình vừa đi lên đó, thì cái khu vực trong đây là phòng master. Và bên tay phải của Tara còn lại sẽ là có hai phòng ngủ. Bây giờ mình vô coi phòng master nha. Phòng master được cái rất là thoáng quý vị, nhìn thấy cửa sổ ha. Bên đây một dàn cửa sổ, bên đây thêm cửa sổ nữa và hướng là hướng đi ra đường ngoài đây luôn. Đó, rất là mát mẻ. Bên trong đây là phòng tắm master. Nhà này mình sẽ không có dùng cái bathtub quý vị, mình sẽ dùng cái standing shower. Mình có hai cái bathtub, hai cái đánh răng, standing răng ở đây với lại một cái phòng tắm đứng nằm ở đây là không có bathtub ha. Đi qua bên đây thì quý vị sẽ có hai phòng ngủ nằm bên hai tay của ta là hai phòng ngủ đây và một cái phòng tắm để mà share chung cho hai phòng ngủ. Và đằng sau cũng không thiếu cho quý vị một cái cover patio nhỏ nhỏ ở đây. Sân vườn đằng sau khá là rộng luôn quý vị. Quý vị nhìn thấy nè, ta đã đi ở đây. Nói chung là mình có thể trồng được rất là nhiều cây trái, mọi thứ ở đây. Cái khu vực này cho con quý vị chiều chiều sinh hoạt ở đây cũng rất là vừa vặn luôn. Và đặc biệt hơn nữa là đằng sau của mình sẽ không có hàng xóm nha quý vị. Coi như là nó trống luôn. Cho nên mình cũng thấy nó khá là thoải mái khi mà không có bị dính dáng tới hàng xóm đằng sau. Và bây giờ Sarah sẽ dẫn quý vị đi coi cái căn 319.000 coi nó có khác gì căn này hay không nha. Và quý vị ơi, căn này là còn 319.000 là đã giảm 50.000 cái giá cách đây một vài ngày thôi là 369.000 quý vị. Tuy nhiên thì so với căn kia, tao nói thật nha, tao là thích căn này hơn nhiều luôn á. Tuy là nó hơn căn kia chỉ có 20.000 thôi, nhưng mà bên trong và bên ngoài nó nhìn nó đều đẹp hơn quý vị. Thứ nhất bên ngoài là mình có vừa có gạch nè, vừa có đá nè nha quý vị. Và hai bên hông nhà là mình có gạch luôn. Còn bên nhà bên kia thì nó là siding hết luôn. Thì bây giờ quý vị coi bên trong đi, nó sẽ có một sự khác biệt rất là rõ ràng.
Tara xin được lặp lại một lần nữa nha, là hiện tại căn này đang giảm giá đến 50.000 thôi quý vị, chỉ còn 319.000 thôi. Và căn nhà này có diện tích là 2.245 square feet quý vị, có 3 phòng ngủ, 2 phòng rửa tắm và thêm một cái phòng extra giống như kiểu phòng study hay là phòng den gì đó ngay ở bên tay phải khi mà mình bước vào nhà. Và tầng 1 quý vị, người ta lót cho mình là bằng cái loại vinyl thưa quý vị. Bên tay trái của Tara đây là cái cửa đi garage vào, và mình có cái phòng giặt sấy bên trong này, bên tay phải là phòng vệ sinh thôi, đằng sau là cái phòng study kia ha. Thì cái nhà này là cái nhà cũng là nhà model luôn thưa quý vị. Lúc xây là 2022 nhưng mà người ta không có ở, tại vì là nhà model thôi cho nên mọi thứ bên trong vẫn rất còn mới. Nhưng mà cái gì xây thì Tara cũng thưa luôn là 2022 chứ không phải là 2024. Phòng khách, đây là cái khu phòng khách, và phòng khách nối liền với lại nhà bếp luôn. Đây, kiểu không gian mở rộng, open, đâu thì thấy không, cái phòng ăn ở đây. Và cái bếp bên đây thì nhìn ta là thích, là nhìn nó rất là sáng sủa nè quý vị thấy không. Cởi tủ bếp là 42 inches luôn ở đây, đó, nhìn sang và rất là sáng luôn đúng không ạ. Sinh và bếp không đối diện luôn, như cái này nó đã upgrade thành cái sinh quý vị, là sinh single, một cái sinh ha. Cửa nằm ở đây, đó là nhà model cho nên quý vị thấy cái thiết kế cũng như là cái selection, những cái người ta chọn màu này kia, người ta phối màu á, nhìn nó rất là hoài hòa và đẹp luôn. Quý vị thấy không, cái backsplash nè, màu xanh rất là dễ thương. Và nhà này quý vị cũng được free cái tủ lạnh này luôn quý vị, tủ lạnh 4 cửa này luôn ha. Và 3 phòng ngủ sẽ nằm ở trên tầng 2. Nhà 2245 square feet, quý vị tưởng tượng 3 phòng ngủ thôi thì không gian ở còn lại rất là rộng rãi, và phòng ngủ cũng sẽ rộng rãi luôn. Vừa bước lên lầu là quý vị có một cái phòng game gym ở đây, và đây là phòng ngủ master. Bên trong đây mình đi vô là mình sẽ có hai phòng ngủ còn lại. Tara sẽ show quý vị phòng ngủ master rất là rộng nè, quý vị thấy không? Đó. Và cái điều đặc biệt mà Tara quên nói nha, cái nhà này là nhà model, và quý vị nhìn đằng sau đây, kiểu như là đằng sau nhà mình sẽ là lake view quý vị. Vì đằng sau nhà mình nó sẽ không có hàng xóm, và phía sau có một cái hồ, và cái hồ đó thì là hồ đi bộ nha quý vị, có thể exercise buổi sáng nè, buổi chiều này kia đồ, những chó đi bộ hoặc là mình có thể vận động đi. Và nhà này quý vị xịn sò hơn, nhà bên kia là mình sẽ có thêm cái bồn tắm này luôn. Có nhiều người thì cũng không cần bồn tắm đâu, nhưng mà có bồn tắm thì nhìn nó cũng tôn lên được cái giá trị của cái phòng phòng tắm của mình ha. Đây là cái phòng tắm nằm nè, và mình cũng có luôn phòng tắm đứng nha. Bên đây là phòng tắm đứng đây, và sink cũng là hai cái. Ra khỏi phòng master thì quý vị sẽ đi đến một cái phòng ngủ ở bên trong này đây. Đó. Và tiếp theo đó nữa là mình sẽ có cái phòng tắm share chung cho hai phòng nằm ở ngay đây, rất là giữa luôn quý vị. Và bên đây là một cái phòng ngủ còn lại đây. Nhà do diện tích rộng mà ít phòng cho nên phòng ngủ khá là rộng như quý vị, 12 nhân cho 14, và cho là thấy phòng nào cũng có cửa sổ ánh sáng rất là nhiều luôn. Hồi nãy Tara có giới thiệu là mình sẽ không có hàng xóm đằng sau và có cái hồ đằng sau cho quý vị. Và nhà này là mình có thêm một cái phần upgrade, đó là mình có luôn cái phần cơ rơ máng xối cho mình ha quý vị ha. Máng xối đằng sau nè, bên hông nhà vẫn có cái máng xối luôn. Và cái phía hai bên đó là mình có gạch luôn quý vị, cho nên nó cũng kiên cố hơn. Nhưng mà so ra thì thấy căn nhà này giảm được 50.000, còn 319 thì giá thực sự là rất là tuyệt vời luôn. Một căn nhà 2245 square feet nè, và là nhà model được upgrade bên trong rất là tuyệt vời. Và khu vực này có tiền HOA là 400 đồng trong một năm, rất là nhẹ nhàng thưa quý vị. Tiền property tax sẽ hơi cao tí xíu là 3.4. Thường những khu vực giá rẻ thì cái tiền thuế nó sẽ cao. Nếu mà vị mua để ở thì xin giảm, Tara nghĩ còn khoảng đâu đó 2.9 đến 3 chấm. Và cái khu vực này có vị trí rất là đẹp luôn quý vị. Đi ra ngoài phi trường George Bush thì chỉ mất 10 phút thôi. Và đến những cái khu vực Việt Nam ăn uống của mình ở trên khu vực phía Bắc chỉ có mất 9 phút quý vị. 9 phút là quý vị ra phở điện nè, phở danh này ha, hoặc là quý vị đến Walmart nè, Costco nè, Kroger chỉ có mất 9 phút thôi thưa quý vị. Một vị trí rất là đẹp,
để mà quý vị sống ở khu vực phía bắc của Houston mình. Nếu như mà quý vị cần thêm thông tin chi tiết của khu vực này và cái giá nhà này hiện tại đang rất là tốt luôn quý vị, để mua có thể ở hoặc là đầu tư, thì hãy gọi cho công ty Tara ở số điện thoại là 832-558-8885. Tara xin được hẹn quý vị vào video tiếp theo. Bye bye!